nằm nghe sóng vô tình lớn xa, bỏ chạy theo từng làn gió đưa. Em chào anh. Ba anh nhìn đi, quay xem ngày nào cũng xem. Thế anh ngày nào cũng xem à? Ngày nào cũng xem, cái thích cực kỳ luôn. Vâng. Đấy. Tí nữa nó kiểu gì lại được lên sóng mà. Kiểu gì cũng lên sóng. Lên sóng thật rồi. Chết giờ cái xăng nhà mình như này mà bật loa không biết có cháy nổ rồi không nhỉ? Đấy anh kiểm tra xem là nó có đúng như trên YouTube chúng em quay không? Chuẩn luôn. À chuẩn. Không đúng rồi. Nhưng cái này nó sạc mà. Dạ. Sạc pin mà. Pin có đấy anh. Kèm theo cục sạc pin cho anh đây. Đấy đúng rồi. Cỏ hơn 20 đấy. Kể hạt hó cho là trưởng chẳng thể bảo là chẳng hạt hó chi. Anh bán hàng này cũng bận rộn thường xuyên đấy nhỉ. Khách cũng liên tục quá chứ. Bật đường như này. Nếu mà không mưa thì giờ này là không có thời gian để test loa đúng không? Test loa đâu. Nhưng hôm nay trời mưa là đấy thì vâng. Bạn nói liên sao? Tục. Đấy, thì cuộc sống nó cứ đều như vắt chanh. Lần đầu tiên loa có xanh giao hàng cho một cây xăng đấy. Đúng rồi, chuẩn luôn đấy. Chuẩn luôn đấy. Nhìn được đi chưa bao giờ đã nhìn thấy cây xăng. Đúng rồi, chưa bao giờ mà giao hàng giao loa đến cây xăng à. Gọi là 30 nồi bánh chưng rồi à, chưa thấy đâu. Đấy. Đúng không? Đúng rồi. 30 nồi bánh chưng rồi bây giờ hôm nay mình có thấy cây xăng có loa kéo xanh đến. Như này em tính nếu mà trường hợp mà khách lúc mình đang hết xăng hay là mình đang bơm xăng lâu quá khi là anh để cho khách hát bài. Thế hát xong bài cái xăng đầy bình là vừa. Toàn thế thôi, toàn mời khách bảo là cứ hát xong mới trả tiền à với bơm xăng. À. Để cho nó thoải mái không lại quên đi. Vâng. Thế xem nào, cuộc sống nó cứ tơi tơi chứ nào. Cuộc sống tơi tơi. Cuộc sống nó cứ tơi tơi này cho nó thoải mái nhỉ. À em ơi, tí nữa vào test loa cho nó tình cảm nhé. Ừ. Vâng. Tí nữa vào. Làm bài luôn. Ok. Cứ test mỗi một bài khuyến mại một bình xăng chị rồi. Ạ. Chị hát tầm 10 bài là chị cũng 10 bài xăng rồi, đổ dần. Rồi. Cuộc sống nó cứ phải tơi tơi lên nó mới phơi phới. Thôi, tiền nong rồi, thôi. Tiền nong gì, thôi chị về đi. Cứ về đi, thì tối giả sau. Tối về đưa giả sau. Có dám đi không mà là quan trọng. Ôi giời, đi rồi sao chẳng đi được. Quan trọng người có tiếp không thì nha. Nhiệt tình, quan trọng là tiếp không, còn đi thì ai chẳng đi được. Vào đi, cứ vào xếp hàng đi ạ, có xăng ạ. Cái này lên này ai cũng thích luôn. Ai cũng yêu, đến lúc mà bán này còn bán chạy hơn cả ấy, xăng. Lại hết khách rồi, bật loa lên cho nó tơi tơi cái. Vâng. Tơi ai yêu anh. Văn nghệ cho đời nở hoa mà. Vâng. Đó. Tranh thủ lúc anh đang tạm thời không có khách trong một vài phút. Đúng rồi. Em kết nối máy của anh. Anh cho em mượn máy của anh đi, kết nối bằng máy của mình luôn. Đấy. Vâng. Cứ dùng thoải mái. Vâng. Không phải khóa mật khẩu gì cả. Ok anh. Đôi khi là muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là tất cả tương lai còn chờ chi. Thôi em đừng nhận thêm tôi làm gì. Đời người không biết hãy tìm quên đi. Anh nghe thấy ổn không anh? Được. Đấy. Vâng. Một lúc nữa khách đến kéo đến hết vừa đổ xăng vừa hát vui ấy. Vâng. Ơi vào đây đấy. Anh làm bài cho chủ loa mua loa thì phải thử thì mới biết được âm thanh chất lượng của nó thế nào chứ anh. Bài giọng anh ấm đấy. Anh cũng hay hát karaoke đúng không ạ? Nghe giọng anh đã nghe là biết là anh cũng không phải giọng vừa đâu. Hát nữa đi em, lỡ ngày kia giống cạn đá mòn. Hát nữa đi em, cuộc tình ta chưa hết đoạn đường. Hát nữa đi em, thời bếp hồng đón lửa đêm đen. Chuyện ngày xưa nhắc
say đắm mặn nồng. Hát mưa đi em, mỗi bước dài nỗi liền tương lai. Rồi ngày mai có nhau trong đời, đường đi hoa nở xanh vai thuyền. Alo, 1 2 3 4, alo. Chờ chương trình ca nhạc bắt đầu. Đến từ cây xăng, sô thôn Phượng Sổ. Ca sĩ vừa làm vừa hát. Do ca sĩ. Ca sĩ nói chung là mình cũng biết không nói gì được, chỉ biết hát thôi. Tranh thủ gọi là vừa bán xăng và vừa karaoke. Ai thích karaoke thì cứ vào hát một bài xong rồi đổ xăng. Em biết chắc em anh khổ vì ai, anh khóc vì ai. Ngày vui đã ta nhân tình thế thái, còn lại đâu cho ta. Cứ hát đi, hát thoải mái đi. Ồ vâng đây, cứ hát thoải mái thì mình cứ thử đi. Không, chị phải lên YouTube thì ai xinh gái này. Tất cả là mọi người được lên sóng nhá. Tất cả nếu mà ai muốn xem thì nên xem ở cái cây xăng Ánh Hồng này là được lên sóng ạ. Mấy anh em là ở lại dùng bữa cơm đã. Nói chung là ở đây là phải ăn cơm ấy thì được về. Nếu mà không ở lại ăn cỗ á thì đến lúc đấy á thì không trả tiền loa đâu. Đấy. Mình cũng cứ giữ. Yeah. Hợp lý không? Thế thì căng quá. Căng gì mấy anh em đến đây là đi đến đâu toàn vội đi đêm đi ngày ấy. Ở đây thì thoải mái thật. Nằm nghe sóng vô tình lớn xa, bỏ chạy theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có chị hát bài gì nữa em chọn cho thêm bài nữa. Giọng chị hát hay quá. Không thật. Cho chị bài gì nhỉ? đừng vì em là biển. À đúng rồi. Chị hay thích biển mà ở trên này nên là chưa đứng trên biển nên là thích biển. À trên núi thích biển là đúng rồi. Đừng vì em là biển sâu thẳm và bao la. Không xa được bên bờ. Mặt trời hồng lưng với những núi lặng lờ là mấy trăng. Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân ta nhìn xuống trời. Cứ đợi thoải mái mà. Ui giời, nhà mình có karaoke phải hát rồi bài bầu đôi ba bài thì mình mới đổ được xăng, không lại đổ nhầm thì xăng lại nhục đấy. Tí nữa vào hát thì làm thế nào? Thế cứ hát một bài hai bài ra đổ nó phải nhầm.
Vào vào đi. Anh cũng xem Loa Cáo Xanh ạ. Hả? Anh cũng xem Loa Cáo Xanh hay sao ạ? Đúng rồi. Đấy, thế toàn cái gì đã? Toàn fan hâm mộ ở đây. Fan hâm mộ idol. Cây xăng nhà mình bây giờ là không chỉ bán xăng nữa mà là cây xăng giao lưu văn nghệ rồi. Đấy. Cây xăng nhà mình hoạt động lâu chưa anh? Được 4 5 năm rồi. 4 5 năm. Đấy, 5 năm. 5 năm đúng rồi, 5 năm đấy. Từ 2015 mà. Vâng. 15 22 thì ấy và 6 năm 7 năm rồi. Vâng. 5. Cứ đông khách như này là vui rồi. Ừ. Bán hàng là chỉ thích đông khách thôi. Đúng rồi, con có loa nó kêu con sướng. Đấy, đi xuống nhà chơi đã, đi. Đi xuống đây, quay xuống nhà đi. Vâng, đi vào nhà anh chơi đi. Đi, anh Luân ơi, cứ để loa đấy nhưng mình vào nhà anh chơi đi đã. Đi đàn. Không sao, cái xăng nhà anh mà lo gì. Đi quay xuống nhà chơi quay nhà có cỗ các thứ cho nó lên sóng cho tới. Đây. Vào ngồi, cái tránh con ơi, cho bác cho ngồi bà. Cho chú ngồi để uống nước. Đây. Con chào ngồi, bà. Ngồi uống nước, bảo là vâng. Đến nhà mà không được uống nước, xin cảm ơn. Dạ. Cứ vào ngồi đi. Dạ vâng. Em qua đấy. Anh Caramel đấy ạ. Caramel, biết là Caramel. Nhiệm vụ Caramel. Đấy, đến nhà mình chỉ có nước lọc thôi. Dạ vâng. Có hoặc nước vối, nước gì. Đấy, ba lọc nước. Dạ. Với, để lên trong xăng cho chồng một tí để tiếp khách tí. Đấy, bà bảo ý. Bà ơi, cho mời bà uống nước. Ok. Tưởng tượng cứ tưởng bà đi 5-6 người thì có 3 người nhá. Thôi thì cuộc sống thì nói chung ai cũng phải có hát hò nó mới hay. Cần đi quán đấy chứ. Bây giờ quán kia nhìn thấy nó cũng bình thường. Thật. Mua loa về cũng thế. Nói chung là mình thấy mấy anh em này quảng cáo đi khắp nơi, người ta cũng ý thức ưng ý, ai cũng bảo ui thích nhỉ thế này. Nào, chỉ thích Loa Cáo Xanh rồi. Ai đây toàn hâm fan hâm mộ hết đấy, mọi người đây đấy, anh em là ở lại ăn cơm nhá, hứa đấy nhá. Thực ra thì không biết, nói chung là nếu mà không ở lại thì không trả tiền loa, loa cũng về được đến nhà đâu. Con chào bà. Đấy, đây là mẹ bà. Dạ. Đây là bà. Anh cũng thích đi theo bọn em lắm, đi càng đi xa càng tốt. Đây cũng thích đi khắp từ Nam ra Bắc, đi đâu cũng thích. Vì vậy thích hát nữa. Cứ có một tí men và là cứ cả ngày.